Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Si Sally. Tết vừa rồi thì mình đã quay rất nhiều món, nhưng mà đến bây giờ thì mình mới làm video và public lên cho mọi người được. Xin lỗi mọi người nhiều. Bởi vì suốt một tháng vừa rồi lu bu về dọn nhà quá, cho nên là hứa từ đây trở đi sẽ đều đặn 2 video một tuần. Ok, bây giờ thì bắt đầu đến ngày đầu tiên của Tết năm nay nhá. Nhìn những cái nguyên liệu này thì các bạn có đoán được là mình sắp làm món gì không? Có chanh, hành, rau củ. Mình chỉ làm có một món thôi mà từng này nguyên liệu luôn đó mọi người. Ta-da. Những cái đĩa nguyên liệu này thì chắc là các bạn đã đoán ra được rồi. Tôm này thì mình sẽ đem đi sơ chế nè, thịt băm sẵn và có cả bún. Món này sẽ là một món bún và có cả bánh tráng được cuốn nữa. Đầu tiên là sơ chế tôm nè. Những nguyên liệu này thì chắc chắn là các bạn sẽ phải bào vỏ đi hoặc là các bạn sẽ phải rửa kỹ bằng nước muối. Ở đây thì mình sẽ dùng bột sò điệp để rửa rau cho sạch ấy. Rồi, trộn tôm và thịt băm. Ở đây còn có cả củ đậu nữa. Nhà bạn nào ấy mà không thích ăn củ đậu thì có thể thay bằng miến hoặc là những rau củ khác. Mình không thích ăn hành nên là mình bỏ rất ít hành, mộc nhĩ, nấm hương và trứng gà để cho nó sánh. Nhìn cái nhân này thì chắc chắn là các bạn đã đoán được rồi đúng không? Đây là chả nem. Đó, thêm một chút gia vị để cho nó đầm. Khi mà các bạn gói cái lớp bánh tráng này ấy, các bạn có thể pha rất là nhiều loại nhá. Nhà mình thì thường hay làm một chút bột sắn để cho nó sánh ấy, cho nó sánh với lại cái màu nó cũng đẹp hơn. Hoặc là các bạn có thể làm bằng bia, cuốn bằng bia, đổ một chút bia cũng được. Cái này thì quan trọng là các bạn phải cuốn đều tay và chắc tay thôi. Thường thì chả nem ấy mình sẽ chiên 2 lần để cho nó giòn. Một lần thì chiên sâu thôi, còn bao giờ mà ăn thì mình chiên lại một lần nữa. Cái tép xèo xèo này cực kỳ thơm và kích thích luôn. Cái lúc này ấy, căn bếp của mình nó siêu thơm. Cái món này dân gian người ta gọi là canh bóng, canh bún thả. Làm như nào để cho bóng nó không bị ngứa ấy, là mình sẽ phải chà với gừng và muối. Sau đó thì mình nấu như là canh rau củ bình thường thôi. Cũng có nấm hương, rau củ và thả những cái bóng mà mình đã cắt thành hình tam giác vào đây. Bên cạnh cái món canh bóng thả thì đây là món bóng xào. Thì nó cũng làm y chang như thế, cũng sơ chế bóng này. Sau đó thì mình cũng lấy rau củ còn lại ấy, mình xào với lại dầu hào. Đó, thành một món nữa. Sau khi canh đã hoàn thành, nêm nếm vừa phải thì mình đã múc nó ra thành một tô. Cái bùng một này làm hơi nhiều món. Cuối cùng là sau khi mà làm xong ấy thì ăn không hết. Bội thực, quá nhiều đồ nếp và quá nhiều thịt thà. Đây là món canh chua nấu với nghêu. Canh chua thì thường là sẽ cần cà chua và các bạn có thể nấu với sấu hoặc là nấu với me đều được. Nghêu thì mình mua nghêu ở siêu thị ấy, tức là người ta làm gói sẵn. Mình sẽ bớt được cái bước là mình sẽ phải về luộc nghêu, rồi gỡ nghêu, sau đó thì mình mới nấu. Bớt được rất là nhiều thời gian luôn á. Bỏ một chút thì là nè, nấm rơm và đêm lại thôi. Beef steak, chúng ta sẽ cần bò. Và tại vì ăn bò nhiều thì nó sẽ ngán ấy, nên là mình đã làm thêm cốt lết heo nữa. Heo thì mình sẽ ướp sẵn nè, ướp với lại tỏi, hành và gia vị. Rồi mình sẽ chiên bò trước với lại một chút lá hương thảo. Cốt lết heo thì các bạn nên ướp một chút, ít nhất là 30 phút. Còn nếu như mà muốn ngon hơn ấy, thì mình có thể ướp qua đêm. Rồi bây giờ thì sẽ chiên khoai tây. Nhà bạn nào mà có nồi chiên không dầu cũng có thể làm những cái bước này nè. Làm bò bít tết, làm cốt lết heo hoặc là các bạn chiên khoai tây nó cũng sẽ nhanh hơn. Mình thì co nó bằng một cái đĩa bằng gỗ. Nó sẽ hợp với lại cái kiểu phong cách miền Tây của nước Mỹ. Mình thấy thế. Rồi ăn với cơm và canh nghêu, canh chua nghêu. Ôi cái món canh chua này siêu ngon luôn đó mọi người. Buổi tối mình ăn nui nước. Thật ra thì cái nui này ấy, các bạn mua về cũng có thể xào làm kiểu nui xào thịt bò ấy. Nhưng mà ở đây thì mình nấu nui nước, rồi làm nước dùng, nêm nếm vừa ăn, sau đó thì đổ vào thôi. Nói chung là cái món nui này thì chế biến khá là nhanh, mà các bạn có thể ăn cả nhà nữa. Tức là mình chỉ cần nấu một nồi nước dùng lên xong rồi chia đều ra các bát ấy. Tiếp theo đầu ngày thứ 3, chúng ta có hai quả bí và một quả su su. Đầu tiên là sơ chế bí, bào hai bảy quả bí ra, sau đó thì sẽ cắt bí. Thật ra thì các bạn có rất là nhiều cách cắt bí, tùy theo gia đình của các bạn ăn như nào ấy. Có thể là cắt thành miếng vuông, cắt miếng xéo, hoặc là các bạn có thể bào chỉ ấy, các bạn đập. Rồi mình sẽ nấu với lại tôm khô. Có thể nấu với tôm tươi hoặc là nấu với thịt cũng được. Xào qua tôm nè. Rồi đổ nước vào, nêm nếm nước và cuối cùng là thả bí vào thôi.
Mình sẽ nêm nó bằng một chút bột gia vị, nước cốt của Nhật Bản. Rồi, món tiếp theo, xào qua hành tỏi. Thường thì hầu như là những cái món xào ấy, mình đều có thể xào qua hành tỏi để cho nó dậy mùi thơm ấy. Rồi, mình xào su su nè. Đây là thịt luộc cuốn bánh tráng. Mình sẽ làm thịt luộc trước, luộc qua với lại nước dùng, có cả hành tây. Sau đó thì bỏ thịt ra vào trong một cái chậu nước lạnh để cho cái thịt nó săn lại. Bắt đầu luộc mì, làm mì spaghetti. Đây đã là buổi chiều thứ ba rồi. Mình cũng phi thơm hành tỏi lên, sau đó thì mình xào với lại cà chua, thái hạt lựu. Rồi sẽ bỏ thêm một chút sốt mì ý. Sốt mì ý này thì mình mua cái loại sốt mì ý mà ở trong có một chút thịt bò luôn rồi ấy. Còn nó có nhiều loại trên thị trường lắm, các bạn có thể mua tùy thích, có thể là loại truyền thống hoặc là những cái vị mà nó có hành tây sẵn. Rồi mì ý thì mình cũng đã trụng qua này, chiên thêm một chút xúc xích nữa để ăn kèm ấy. Cái này thì mình làm thêm thôi, mình có thể bỏ thêm nấm vào cho nó có thêm vị. Thật ra là chỉ cần bỏ thêm một chút thịt bò thôi là được. Cái này thì các bạn có thể gia giảm tùy theo khẩu vị. Và mình bỏ thêm một chút lá oregano vào cho đúng cái vị truyền thống ấy. Rồi dưới lên mì ý, sau đó là ăn. Hi hi. Rắc lên một chút phô mai. Phô mai này mình dùng cái loại mà gói nó caro màu đỏ ấy mọi người. Ok, và đó là toàn bộ 3 ngày Tết mày ăn gì Tết truyền thống kênh của Chisali. Nên là hy vọng là mọi người cũng thích số video ngày hôm nay. Và nếu các bạn thấy hay đừng quên like, share và subscribe kênh Chisali. Nhấp vào cái chuông để hiện thông báo mới nhất đến từ kênh của mình. Và hãy nhớ là từ tuần này trở đi thì mỗi tuần mình sẽ ra 2 video đều đặn như bình thường nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người.